Người làm tướng nếu như không trải qua vài lần thất bại thì làm sao biết được làm thế nào mà chiến thắng. Trên thế gian này chưa bao giờ có một tướng nào trăm trận trăm thắng, chỉ có bại mà không nản, càng bại càng dũng cảm, cho đến cuối cùng là người giành chiến thắng. Thất bại là một chuyện tốt. Thất bại có thể dạy cho chúng ta làm sao có thể thành công. Thất bại có thể dạy cho chúng ta làm sao để chiến thắng. Con người ta muốn thành đại nghiệp thì phải biết nắm được, buông được, chiến thắng được thì cũng thất bại được. Làm Amway cũng vậy. Đã đến lúc chúng ta phải tự xem xét bản thân mình, tại sao chưa thành công. Pin chưa đổi, tức là có cái gì đó trong cách làm chưa đúng. Có thể ước mơ của chúng ta chưa cao. Hãy nỗ lực hết sức để lúc về già, sức tàn, lực kiệt thì không ân hận. Đến lúc này, chúng ta không còn đường lùi. Phải cố gắng. Cố gắng gấp 10 lần, gấp 100 lần hơn những năm qua để thành công. Hay có thể chúng ta chưa học tập một cách nghiêm túc, chưa áp dụng chính xác những gì các thầy, các upline đã dạy bảo cho mình. Và đã đến lúc chúng ta phải xem xét là hệ thống của chúng ta một cách nghiêm túc hơn nữa. Chúng ta đã xây dựng được một hệ thống một cách chuyên nghiệp chưa? Xây dựng sự nghiệp Amway như xây dựng một công ty vậy. Để công ty có thể tự vận hành được thì chúng ta phải có đủ tướng lĩnh ban bệ cho mình hay chưa? Tướng nào huấn luyện Nutrilite? Tướng nào huấn luyện Artistry? Huấn luyện kinh doanh, MC, sự kiện, để khi có binh hùng, tướng mạnh thì chúng ta mới có đủ khả năng để mở rộng thị trường. Cuối cùng, để xây dựng hoạt động kinh doanh bền vững, chúng ta phải lấy đạo đức làm đầu, xây dựng nền tảng hệ thống vững chắc dựa trên các giá trị cơ bản, giá trị cốt lõi của Amway. Không bán hàng phá giá, tập trung vào tuyển dụng, đào tạo, xây dựng một môi trường bán lẻ lành mạnh hơn nữa. Có như vậy mới thành công lâu dài. À đúng đúng, đúng rồi.